Hello mọi người, lại là Sương đây. Hôm nay có một chủ đề khá là thú vị. Đấy là mình sẽ hỏi mọi người là mọi người đã học ngành gì, nên học đại học không hay là đi học nghề luôn, để làm các vị trí như làm quay phim, làm chụp ảnh, làm các nhân viên về marketing và truyền thông. Các ngành rất là hot bây giờ. Và mình sẽ hỏi trực tiếp những bạn đang làm và công tác tại Sương Media nha. Bắt đầu luôn. Vị trí đầu tiên mình sẽ phỏng vấn Huy. Huy là team leader của bên Sương Media. Câu hỏi đầu tiên đó là vị trí của Huy hiện tại ở Sương Media là gì và Huy đã học ngành gì trước đây? Ok, hello mọi người, mình là Huy, leader của team media. Trời ơi, ghê chưa? Hiện tại mình đang ở Sương với vị trí là một filmmaker, đồng thời là một chuyên viên về marketing cho hệ thống của Sương. Và hiện trước đây thì mình đã học Đại học Hạ Long với chuyên ngành là quản trị du lịch và lữ hành. Và hiện tại thì mình đang làm việc tại Sương. Ok, thế vậy thì nếu mà nghe qua thì anh sẽ nghĩ là Huy đang làm hơi trái nghề đúng không? Tại vì mình không có làm về du lịch, nhưng mà Huy có thấy là cái môi trường học đại học nó có giúp ích gì cho công việc của mình hiện tại bây giờ? Với cái môi trường học của em thì bản chất nó là một cái ngành nghề quản trị nhân lực. Thì khi trở về Sương được làm bên vị trí marketing thì đó cũng là một cái rất là thử thách khi mà từ trường ra. Còn về bên phim thì nó là một cái niềm đam mê từ khi còn học cấp 3 rồi. Nhưng mà mình không có điều kiện để được theo học những cái môi trường chuyên nghiệp hơn như là đại học hay cao đẳng về cái chuyên ngành này. Thì em đã lựa chọn học du lịch và theo Sương Media và bắt đầu tập và làm quen với lại cái ngành phim. Và cho đến hiện tại thì là một filmmaker được khoảng 4 năm nay rồi. Đó, thì nó không liên quan gì đến cái ngành học đại học của mình cả, nhưng mà nó là cái đam mê và mình rất là thích khi có thể được vận hành với nó. Không cần phải qua những cái môi trường đào tạo chuyên nghiệp, nhưng ở đây mình có thể được thực chiến và làm việc luôn trên những cái phương diện truyền thông cũng như là những cái mà mình rất là thích ấy. Bây giờ nếu có một câu hỏi, em nghĩ là có nên học đại học không hay là đi học nghề luôn? Đây là một câu hỏi gọi là khá là hot cho những bạn mà sắp ra trường và đang có một cái định hướng thi đại học hay là sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp cấp 3. Thì mình sẽ có hai lời khuyên cho các bạn. Nếu như những cái môn chuyên ngành của các bạn và những thứ mà các bạn muốn nó yêu cầu đến bằng cấp thì chắc chắn bạn sẽ cần lựa chọn môi trường đại học. Còn với những bạn mà đam mê và thật sự muốn làm theo con đường nghệ thuật hay ít nhất là phát triển cái phong cách, cái tôi của mình, thì các bạn nên lựa chọn không hẳn là nghề mà là một cái có thể bổ trợ được cho cái đam mê của mình nhưng có thể kiếm được ra tiền. Về còn vấn đề sau khi ra trường thì các bạn có thể bổ sung những cái kiến thức cũng như là kỹ năng mềm căn bản ở tại đây, ở tại Sương sẽ hỗ trợ cho các bạn được những điều đấy. Và sau khi các bạn đã có được những cái kỹ năng căn bản này thì cái việc các bạn có thể phát triển được xa hơn nó là một cái rất là đơn giản trong tương lai thôi. Và rất là hy vọng mọi người có thể nhìn nhận được cái vấn đề đấy. Ok, được rồi, xong vị trí đầu tiên. Tiếp tục chúng ta đến vị trí người thứ hai. Let's go. Nếu ai bị đau xương khớp thì hãy liên hệ trên TV. Rồi, ở đây chúng ta sẽ gặp đến Trường. Nào, Trường, câu hỏi đầu tiên, em đang làm vị trí gì và ngành học trước đây của em là gì? Ok, xin chào mọi người, mình là Trường. Mình làm vị trí full rapper ở Sương. Trước đây mình có học Đại học Hạ Long và ngành của mình là quản trị du lịch và lữ hành. Vậy thì theo em, các bạn trẻ có nên học đại học luôn hay là nên học nghề luôn? Theo em thì các bạn nên học đại học. Vì ở trong đại học thì sẽ có môi trường giao lưu với tất cả các bạn, có thể là xa tất cả các nơi khác đến, và mình trao đổi rất nhiều thứ cho nhau về văn hóa từng nơi chẳng hạn. Ok, anh hiểu. Đấy gọi là kiểu mình sẽ mở rộng mối quan hệ hơn, mở rộng cái network của mình hơn, rộng hơn là khi mà mình học cấp 3. Vậy thì anh hỏi nhá, các kỹ năng, các môn học ở trong trường đại học đưa cho mình một cái nền tảng, em có thấy nó có hữu ích không khi đến thời điểm này? Theo em thì trong tất cả các kiến thức và các nền tảng em đã học ở trên đại học này, thì nó đã giúp ích cho em rất là nhiều trong công việc của em bây giờ. Theo em là em thấy môn tổ chức sự kiện đã giúp ích cho em rất nhiều trong công việc của em hiện tại bây giờ. Vì cho em biết là trong một cái sự kiện thì sẽ có khoảng cách gì, điểm nhấn của cái sự kiện đấy, để em có thể bây giờ em có thể chụp sát sao hơn cái khoảng khắc đấy.
gì nữa nhỉ? Thế thôi, được rồi. Ờ, ok. Nói lại câu đấy cho nó mượt hơn. Trời ơi, em lại quên rồi. Thế giỏi. Hy vọng các bạn edit, các bạn có thể cắt được cái đoạn đấy. Chào Đại, em có thể giới thiệu là một là vị trí của em hiện tại đang làm ở đây là gì, và thứ hai nữa là em đang học gì, học đại học hay học nghề? Em xin chào mọi người, mình là Đại. Mình hiện tại là đang ở vị trí photographer ở trong Sương Media. Trước đây là em không học gì cả. Em có đam mê nhưng em chỉ tìm hiểu nhưng mà chưa biết ở chỗ nào học và làm việc. Thì sau một thời gian em tìm hiểu thì em tìm hiểu được ở bên Sương có đào tạo và em đã xin vào đây và làm ở đây cũng được nửa năm rồi. Sau khi trải qua quá trình làm tốt nghiệp phổ thông xong thì em đi tìm hiểu và đi học nghề luôn. Vậy thì theo em, các bạn trẻ nếu mà làm ở ngành về media thì các bạn nên học đại học hay là các bạn nên học nghề? Thì theo em là các bạn nên đi học nghề hơn, bởi vì là theo cái ngành media này thì nếu mà mình đi học nghề luôn thì mình sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn ạ. Còn nếu mà đi học đại học thì mình cũng có nhiều kiến thức hơn nhưng mà mình sẽ không có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đi giao tiếp với mọi người. Em cảm thấy như thế là một điều rất là trưởng thành hơn, đúng không? Vâng, rất là điều tốt hơn và trưởng thành hơn rất là nhiều là khi đi học đại học. Tình cảm, cảm động. Mãi khôn lớn em nhé. Ok, vậy là theo ý kiến của Đại thì các bạn ấy sẽ chọn là đi học nghề hơn nếu mà các bạn làm về media. Ở đây tôi chỉ nói riêng là về ngành media thôi nhá, tức là quay phim, chụp ảnh, làm marketing, làm truyền thông, những cái ngành mà nó trẻ, nó sôi động bây giờ đi, chứ không phải là những ngành nghề khác. Rồi tiếp theo còn một cá nhân nữa tôi rất muốn phỏng vấn. Rồi chào Thắng. Hello anh. Câu hỏi đầu tiên là em đang làm gì tại Sương Media và trước đây là em học ngành gì, đại học hay là học trường nghề? Chào mọi người, mình là Thắng. Trước đây thì em học nghề và hiện tại em đang làm ở Sương là về vị trí design và tập tành làm marketing. Thì anh hỏi tiếp đi anh, em trả lời hết rồi đấy. Nhanh thế nhở. Vậy thì theo Thắng, khi trải qua thời gian làm việc ở đây thì em thấy về ngành media của mình thì các bạn nên học nghề hay học đại học? Em thấy là nếu ở bên media thì nên học nghề. Tại vì học nghề thì mình sẽ được lao ra bên ngoài để trải nghiệm ấy. Thì nó sẽ rất là nhiều kinh nghiệm thực chiến. Lúc đấy thì mình sẽ có những cái kỹ năng mềm như là giao tiếp với khách hàng hay là ở trong một cái sự kiện hay trong một cái chương trình gì đó mình sẽ rất là linh hoạt trong các vị trí, thì sẽ bổ trợ tốt cho nhau hơn và sẽ giúp đỡ những bạn ở trong team tốt hơn. Nếu mà như ở trong những cái ngành nghề cần bằng cấp như là công an, giáo viên hay là kỹ sư ấy, thì em nghĩ là mọi người tất nhiên là phải học đại học rồi. Vì nếu mà không có bằng cấp thì em thấy khá là khó để mọi người có thể phát triển được cái công việc của mình ở trong những ngành đấy. Okay. Đấy là một quan điểm rất hay của Thắng. Tôi sẽ phỏng vấn nốt cái thành viên cuối cùng. Đây, bạn Nam, là câu hỏi một là bạn đang làm vị trí gì và trước đây bạn học gì? Học đại học hay học nghề? Hello các bạn, mình là Nam. Trước đây mình đã học nghề quay. Vâng, và bây giờ mình đang học thêm dựng. Vậy thì theo Nam, trong quá trình làm việc rồi thì em thấy là với những cái vị trí mà làm về media như chúng mình bây giờ này thì các bạn trẻ nên học đại học hay học nghề luôn? Em nghĩ là chúng ta nên học nghề. Tại vì khi học đại học thì chúng ta sẽ mất khoảng một thời gian rất là lớn để học những cái kiến thức cơ bản. Còn về học nghề thì chúng ta sẽ được vừa học vừa làm. Chúng ta sẽ được trải nghiệm và thực chiến nhiều hơn và chúng ta sẽ nhận được nhiều kinh nghiệm nhiều hơn mà khi chúng ta giao tiếp với cả khách hàng, giao tiếp với cả máy quay, các thứ. Em nghĩ nếu mà theo hướng của nhiều người thì em nghĩ sẽ nên đi học nghề đầu tiên. Ok, rất là cảm ơn mọi người. Và bây giờ tiếp theo là đoạn cuối cùng, mình sẽ ngồi quảng cáo ở dưới phòng dưới kia và Nam sẽ xuống quay. Ok, vậy là mình vừa rồi mình phỏng vấn một vòng các bạn đang làm ở Sương Media. Vậy thì bản thân mình thì
mình sẽ tự phỏng vấn mình. Thì mình trước đây mình cũng học đại học nhưng mà chuyên ngành về xây dựng. Đến khi bây giờ mà mình trải qua quá trình làm nghề thì mình lại phải học nghề và tự học rất là nhiều. Khi bây giờ làm về media, làm về marketing thì tất cả mọi thứ đấy mình đều tự bản thân mình làm trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của mọi người. Vậy thì cái kiến thức ở đại học nó có quan trọng không? Nó có giúp ích gì cho mình trong cái công việc hiện tại không? Thì câu trả lời ở đây là có, và có rất nhiều. Nếu mà các bạn học đại học thì các kỹ năng mà các bạn sẽ học được đấy là thời gian đầu các bạn sẽ thường là bị học nhiều về lý thuyết, nhưng mà những cái lý thuyết đấy nó sẽ giúp mình củng cố về các nền tảng, về các vấn đề mình sẽ tự học sau này rất là nhiều. Nó là một cái nền tảng để các bạn phát triển nhiều các kỹ năng hơn. Cái lời khuyên của mình dành cho các bạn nếu muốn tham gia, muốn làm vào cái ngành media này thì bây giờ các bạn có hai hướng các bạn lựa chọn, và hướng nào cũng tốt cả. Nó sẽ có những cái lợi ích và những cái nhược điểm riêng. Ví dụ các bạn học nghề, các bạn trực tiếp đi làm việc được luôn, các bạn có kỹ năng ở trong tay, kiếm tiền được sớm hơn. Nhưng các bạn học về đại học, học về chuyên ngành, các trường đại học đào tạo chuyên nghiệp, thì các bạn có thể thấy là các bạn được cung cấp nhiều cái nền tảng hơn, học chuyên sâu hơn và có một cái khung sườn nó rất là hệ thống. Sau này các bạn sẽ phát triển các kỹ năng của bạn trên cái khung sườn và nền tảng đấy của trường đã xây dựng cho mình, thì có thể các bạn sẽ tiến xa hơn là những bạn học nghề. Còn bạn học nghề thì các bạn có được kỹ năng rồi, làm đến đâu thiếu cái gì thì các bạn bắt buộc phải tự học đấy. Ví dụ như mình khi mà làm về marketing thì mình cũng phải tự học rất là nhiều về marketing, marketing căn bản. Như các bạn thấy đây, có rất nhiều sách mà mình phải tự nghiên cứu, tự học. Đấy, thì đấy là có hai hướng cho mọi người lựa chọn. Điều tùy thuộc ở đây là các bạn muốn học gì. Muốn đi làm nhanh, đi làm quay phim luôn, đi làm chụp ảnh luôn, các bạn nên học nghề. Sau này các bạn muốn kỹ năng gì tiếp theo các bạn học thêm. Còn nếu các bạn muốn tiến xa hơn trong ngành và xác định đấy là cái ngành nghề mà cả đời mình sẽ làm, thì mình sẽ đi học đại học để có được kiến thức nền tảng. Đấy là cái quan điểm của mình. Các bạn thấy sao? Hãy để dưới phần comment cho bọn mình biết. Và nếu thấy những video này nó hay ho, thú vị thì hãy like, subscribe và ủng hộ team mình để ra nhiều dạng video content như này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!